Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Anh Khôi Đồng Hồ. Hôm nay ngày 17 tháng 4, em có lên 37 sản phẩm, trong đó có cơ và pin nha anh em. Bên em phát sóng vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần lúc 7:30 sáng. Anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của bên em. Sản phẩm số 1 là một em Oren nha anh em. Oren phun hộp. Cái vỏ nó có một cái vỏ bọc ngoài nè anh em, mà em bỏ riêng ra. Đó, em bỏ ra ngoài. Đó, đây, Oren phun hộp. Miếng đi bằng nhôm nè anh em. Đây, mặt đây. Đó, sổ sách nó còn nguyên nha anh em nha. Sổ sách tan mát rồi còn nguyên hết toàn bộ luôn. Còn đây là giá nó là 2,2 triệu nha anh em. Số 1 giá 2,2 triệu. Rồi để em bỏ ra. Đây nè, mặt nó có đường băng sọc ngang nha anh em nha, mặt nó có đường băng sọc ngang, để em đo size cho anh em coi luôn. Thứ của em đã được bọc rồi nha anh em nha, bé đã bọc một lớp keo rồi nên không sợ chày đâu nè. Size nó size 37 đúng nè, nó size 37 đúng. Đây, dây vàng mới 100% full hộp, sổ sách đầy đủ. Mặt nó là có đường băng anh em thấy không? Đó, đường băng sọc ngang. Nó đường băng sọc ngang này. Đó, máy đang chạy nghe nè. Anh em, Oren 3 sao 21 UL đó. Mọi chức năng hoạt động bình thường hết nghe nè anh em nha. Để em xoay cho anh em coi. Đó anh em thấy không? Lịch nhảy nè, đó. Đây, chỉnh lịch nhanh cho anh em coi. Đó, anh em thấy không? Lịch nhanh chỉnh ok nha. Đó, chỉnh nhẹ nhàng, không cần mạnh tay đâu. Thứ đồ cũng ok hết. Đó. Con đây là đồ mới, nó 100% dây chưa cắt. Dây này thì dài thoải mái, anh em khỏi lo. Đó, quay cận cảnh cho em coi. Còn đít sau đây. Con em mà lên tay á, thì khỏi chê luôn. Mặt nó màu xám mà có đường băng đó anh em thấy không? Đường băng sọc ngang quá đẹp. Lên tay thì nhìn thì khỏi đừng nói. Con đi ở ngoài tiệm, chắc là tiệm băng mới nó đắt lắm anh này. Đây là em đấu về nên giá cũng hợp lý. Mặt sau đây nè. Đó, mặt sau còn mới nha. Đó, đây em chùi nè. Đó, dây nguyên rin. Tem là tem chống hàng giả nè. Đó, tem này lúc nào hàng mới 100% mới có cái tem lên nè. Rồi để em mở máy nè coi. Để mở cái sổ trong máy. Sao không sợ có ai nữa không? Đây nè, cái máy đây. Rồi, máy nó siêu mới nha anh em nha. Đó, máy nè. Nó chạy máy 4902 da băng nè anh em thấy không? Đó. Oren Thaco. Đó. Đó anh em thấy không? Đó, máy đang chạy anh em, máy mới kit nha anh em nha. Máy này thì anh em khỏi chê rồi. Rồi để em gài nắp vào luôn nè. Bên em là có một số điện thoại duy nhất em đặt dưới dòng nha anh em nha. Một số điện thoại duy nhất thôi bên em thôi. Không có số thứ hai đâu. Con số này là con số 1, giá nó 2,2 triệu nha anh em nha. Phun hộp. Đó. Phun hộp giá nó 2,2 triệu. Đây. Hộp nhìn rất đẹp nha anh em nha. Đó, quá đẹp. Để em lột cái mặt em dán lên trên này. Số 2 là một con Cinco. Đây anh em. Cinco lộ đáy ra anh em nha. Mặt chạy tia vàng anh em nhìn đẹp không? Ở trong đi chạy tia này. Kim đi kim 24 giờ nha anh em nha. Có hỗ trợ cốt tay. Con đi giá 1,9 triệu. Đó. Nấm rin, con đây là đồ mới nó còn 100% luôn. Đây.
mặt đẹp nha. Kim này, kim cái 24 giờ lộ tim. Đó, chỉnh cho anh em coi đó anh em thấy không? Nè, lên đúng đúng 12 giờ là kim nó chỉ 12 giờ anh em thấy không? Đó. Con đi là em đo sai. Con đi là size 40. Size 40. Dây nó là dây dummy vừa bọc vàng hết toàn bộ. Cái này là vàng sướng, cái này vàng bóng anh em nghe. Dummy rất đẹp, dây thì dài, khóa thông minh luôn. Đẹp nha, nấm rin. Mặt hồ đẹp hết. Mặt sau đây nè. Đó, mặt sau có đóng nè, khắc nha anh em nghe. Nè, Cinco nè, Demin da băng nè anh em thấy không? Đó. Còn búa đây. Nè, nó chạy máy 4R39B. Nè, Cinco top nè, Cinco nè, nó full da băng nè anh em thấy không? Chữ này là khắc hết nha anh em nghe. Chữ này là khắc sâu hết nè, đó. Rất đẹp luôn. Máy này thì anh em mang khỏi chê rồi. Cái hàng này anh em về anh em rửa tay vô tư nha anh em nha. Cái này em ví dụ mà anh em rửa hướng rửa tay mà nấm mà nó rớt ra đi là nó vào nước nè. Anh em phải đẩy nấm vào sát để anh em hướng rửa tay thì vô tư, còn tắm thì em không bảo đảm đâu. Đó, cái hàng này hàng nylon, tại vì hàng mới nylon nó còn chắc chắn lắm anh em. Nên em bao cho anh em rửa tay vô tư. Mặt hai lòng đẹp nha anh em nha. Mặt hai lòng đẹp. Con đi thì chạy thì đúng giờ rồi, khỏi lo. Hàng 99% luôn. Đó, những con đi mà anh em ra tiệm mà mua những con mà dúng con đi rồi thì cao lắm nha anh em nha. Tầm phải 5-6 triệu. Đó. Này, ở dưới đây là có chữ Demin da băng nè nè. Trong mặt ở dưới nè. Quá đẹp, trong đi làm xước. Quá đẹp luôn, con đi giám 1.9 đây nè. Con đây là 1.2 anh em nha. Một con Cinco, Cinco S, dòng đời cổ. Đó, vỏ nó còn rất đẹp luôn. Đó, con đây là mặt nó lên nút ruồi nha anh em nha. Mặt nó bị nút ruồi ruồi lớn. Mặt này mặt rinh theo thời gian. Size này size 33 nha anh em nghe. Tại vì sao biết giá nó chịu 1.2 không? Tại vì nó chạy bộ máy vàng hồng anh em. Bộ máy rất tuyệt vời luôn. Đó, cho anh em coi nè. Anh em thấy cái vỏ inox không? Đồ mới như ri mà cái mặt nó bị lên dầu mới uổng ghê nè. Đó, anh em thấy xước còn nguyên không? Đó, xước còn nguyên nha anh em nghe. Nấy xước mặt còn xước nắp còn nguyên này. Đó, em cho anh em coi. Coi đây là nguyên rin toàn bộ. Cái mặt kính này cũng rin nha anh em nha. Cái mặt kính này rin nè, cũng có vết rạn theo thời gian này em chỉ đó. Nhưng mà kính rin đây là mình phải chơi, nhưng còn đây phải chơi theo rin. Chăm. Đó, anh em thấy mặt không? Mặt này là vẫn còn xài tốt anh em nha. Lên đốm nhưng mà nó không có bị nay lên dầu nhưng không có bị rỗ, không bị gì hết. Đó anh em thấy không? Quá đẹp, mình nhìn tưởng tượng vô là giống như một con đi là như giống như nút ruồi son anh em ruồi này ruồi về nô ruồi này tiền về đó. Đó anh em thấy đó, đẹp nha anh em nha. Size 33 là lớn nha anh em nha. Nếu mà Cinco S á, dòng đời cổ như thế này, nó là Cinco đầu tiên của nó ra đầu tiên Cinco, con đi thì độ tuổi nó chắc cũng phải 40-50 tuổi trở lên đó nè, không có nhỏ đâu. Mà nó còn mới như đây thì rất hiếm nha anh em nha. Đó, anh em thấy không? Mới như đây rất hiếm luôn. Đây. Để em mở máy cho anh em coi. Đây, cái máy đây, đây. Nè, Cinco Honeywell 19 đi well nè. Đây em xem cái mặt. Nè, mặt nó cũng 19 đi well nè. Đó. Anh em thắng chạy bong bong, nó đồ mới nó thì khỏi nói luôn. Nó bu lăng nó cũng màu vàng luôn 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 nha anh em nha. Đó. Con đi thì lên cổ tay rất nhẹ nhàng luôn. Đó. Cái máy nó mới siêu mới nha anh em nha, còn mấy chỗ đi là dơ thôi. Đó. Nắp đây. Nắp nó cũng mới nha anh em nha. Đó, con đi thì đồ mới nó khỏi bàn luôn. Quá tuyệt vời, nếu mà hàng cổ như đây là gọi là quá tuyệt vời rồi anh em. Nhận con đi thì dân chơi nó mới biết anh em. Đó, nhận con đây là nhìn vô là biết đồ mới cái này rồi. Đó. Cái
Nếu mà anh em về anh em mà mở thở mới mở được cái nắp này ra nghe anh em nghe. Anh em mà không biết anh em đục á là nó sẽ bị gãy cầu. Đó em báo trước cho anh em. Chỉ có như em mở thì em mở quen rồi. Thì em mở rất nhẹ nhàng luôn. Còn đi thì máy nó chạy ok. Không vấn đề gì hết. Con thứ ba là một con Anika. Mặt nó cũng đẹp nha. Bên vết nó có bị theo thời gian lên. Con đi chạy Anika 17 với queo anh em. Dây ni dây da dây dây ni dây da cá sấu này nó dây dây da cá sấu rất đẹp, khóa linh kiện con đây là được một cái là vỏ, nó vỏ inox anh em, size ni size 35, vỏ inox nấm rin đó anh em, thấy cái nấm rin không đó, nấm bao rin rin nghe anh em nghe, con đây là nguyên rin, cái vỏ này inox hồi xưa giờ em mới gặp anh em đó, cái vỏ này là bằng inox này, giá em này là 1,6 triệu size 35 nghe anh em nghe, vỏ inox đó, mặt sau đẹp đây, chỗ này là vết khơi anh em đó, vết khơi anh em thích vỏ inox, anh em thích về anh em spa chỗ này dễ, rất dễ dàng đó. Đây mặt sau đây Andica đồ đóng đầy đủ thông tin luôn, 980 anh em thấy cái vỏ inox không, nếu mà anh em thấy vàng là em thấy thường xuyên, nhưng mà dòng vỏ inox đây là hiếm lắm anh em, thấy là lâu giờ mới gặp con đầu tiên là form như đi vỏ inox đây, nấm rin đồng bộ anh em nghe, máy máy thì hoạt động bình thường rồi. Mai cái máy em về em kiểm tra chạy là em bán thôi. Đây. Đó, đó anh em thấy không? Rất đẹp luôn, mặt nó thì vẫn còn đẹp xài tốt ngay anh em nghe. Kim giờ đều chạy ok hết. Để em mở máy cho anh em coi. Đây cái máy này đây nè. Đây, máy nó là máy server 17W Anika Taco Switch đó anh em thấy không? Đó, bu lăng gai nha, em nghe. Anh em nghe. Con đây là chạy bu lăng gai luôn, còn máy vết này vết dơ của em về em chưa kịp chùi nè. Đó, vết dơ này mình chùi nó vẫn ra nghe anh em nghe. Vết ố dơ lên có tay rất nhẹ nhàng luôn. Máy mới nha anh em nghe. Máy này chạy bong bong luôn, khỏi lo. Đó. Nắp nó vô cùng inox, con đi toàn thân là inox nghe nè anh em nghe, nên em chơi khỏi lo. Con đây là nguyên rin, con đây là nguyên rin nghe anh em nghe, con đây nguyên rin vỏ inox rin từ trong ra ngoài luôn, máy nó chạy 17 dây queo nguyên rin toàn bộ, giá em này là 1,6 triệu. Con này là một con Thụy Sĩ, mặt có lên dầu anh em thấy không? Đó, mặt bung dầu rồi anh em nghe. Con đây là một con Thụy Sĩ 17 dưới queo, giá này là 1 triệu nè. Đó. Size con này là để em đó size. Size con này là size 35 anh em. Con này là size nó 35, toàn thân nó vẫy nóc. Mặt nó có lên dầu nè, 17 dưới queo. Đó. Tổng thể máy đây. Dây da bò khóa linh kiện đó, mặt lên dầu nha anh em nghe. Đó. Con này là nắp sau này đồ mới nó thì còn rất đẹp luôn anh em, xong đồ mới nó còn rất đẹp luôn, size nó cũng lớn nữa anh em nghe, những con dòng đây là dòng đời cổ, gọi là quá cổ, cái mặt này nó còn phải nằm phải 40 năm nó mới lên được cái mặt lên dầu như thế này nghe em nghe, mà chữ nghĩa nó còn nguyên nha, chữ nghĩa nó nhìn rất rõ còn nguyên luôn. Một em đây con đây là con một con đây là hiệu của Thụy Sĩ đó, cái hiệu này là hiệu Thụy Sĩ nghe anh em nghe đó, cái hiệu này tên gì em dốt tiếng Anh quá cũng đọc không ra nè, anh em coi anh em biết nha đó. Mặt sau đây mã số nó còn nguyên toàn, con đây là nguyên vỏ nó của inox nghe anh em, để mở máy cho anh em coi. Đây nè cái máy đây nè, đó đây chữ switch nè nè, đó switch nè, có dòng chữ nè 7 17 với well nè nè, đưa vào đây đó anh em thấy không, đó switch nè,
7 17 UL này, máy nó bu lăng gai nghe anh em nghe, cái chữ đây cũng có chữ này, ở dưới này cũng có chữ này, em đè cho anh em coi cái bu lăng gai đó anh em thấy không? Bu lăng gai máy nó chạy nhịp nhàng nghe anh em nghe. Nắp nó là có đầu ôm nghe anh em. Đó, nắp nó có một cái vòng ôm này. Vòng ôm vô cái máy đó. Đó. Con đây là đúng là đời cổ nghe. Tại vì nó có một cái dòng chữ ở đây nè, đó dòng chữ này chỉ có dành cho đời đời đúng cổ mới được cái dòng chữ nó nghe anh em nghe. Đó, con đây là giá 1 triệu này, nắp đây. Đó. Trong nó có cái vòng đồng để ôm cái máy. Đây nè, tổng thể đây em gài vào rồi nè. Con đi giá 1 triệu nha anh em nha. Mặt nó lên dầu theo thời gian, con đi đúng đời cổ luôn, con đi phải trên, con đi em bảo đảm là trên 40 tuổi nè. Đó, con đi phải trên 40 tuổi mới được như thế này. Con này là một con Cinco. Đó. Cinco có tay nè. Đó, em lấy cuốn chạy nè. Đây, kính rin nha anh em nha. Con đây là kính rin luôn, là nó có cái lớp này nè, đó anh em thấy cái lớp không, đó lớp nè, đó lịch này là lịch chạy 9 92 về Nga nè, đó em chỉnh cho anh em coi, đó 9 12 nè, đó anh em thấy không, con đây là lịch chỉnh chạy 9 12 anh em nghe, nấm nguyên rin nghe. Nấm có chữ S với V kép nè, đó một con Cinco 21 UL, tổng thể máy đây, đó anh em thôi, tổng thể đây, con đây là size nó là, để em đo size, size nó size 36.3, đó mặt thì vẫn còn đẹp nha anh em nha, em nói tình trạng con đây là anh em về anh em xài có gì anh em lau dầu thêm nha, hàng bên em là về là em chỉ có chạy thôi, tại vì em đấu về mà em không có thời gian để đi lau dầu luôn, chị hàng chạy thôi là em bán thôi đó, anh em về có gì anh em lau dầu thêm, anh em đi ra lau dầu tầm cỡ 50-60 ngàn thôi anh em đó. Con đi chạy Vivu luôn, con đi chạy thì khỏi nói, vỏ nắp còn mới nha anh em nha, bộ vỏ nó thì em về hàng em lựa nên bộ vỏ nó rất mới, nguyên rin anh em không, rất mới nguyên rin luôn. Đó, để em mở máy cho anh em coi, đây này, nó máy đang chạy anh em, Cinco 21 UL này, đó chữ Cinco 21 UL, chỗ này nó bị mất ít màu chữ anh em, đó cầu đôi nghe anh em nghe, đó máy mới nghe anh em nghe, ron đồ còn nguyên nghe, máy mới soi gương đó anh em thấy không, đó lên có tay rất nhẹ nhàng luôn, đó. Anh em thấy không, đó máy mới soi gương nghe anh em, nhìn từ tối cái tối. Đó, máy này mới soi gương nha anh em nha. Đó, còn nắp đây. Trong nắp nó cũng có chữ nha. SS đó 718990 da băng gri. Đó, toàn thân là vẫy nắp nha anh em. Toàn thân là vẫy nắp. Con đi thì độ mới nó thì vẫn còn cao. Đó. Máy chạy bon bon luôn nè, kính rin nha, kính nguyên rin nó có lớp ở trong chứ không phải lớp ở ngoài đâu nè, ngoài là bằng đó, con số 6 da 800 đây, con số 7 là một con Shizen cổ,
kim cọc số nổi đó, 21 chiêu queo có tay ngay năm ngay, giá nó 800, size nó size 32.8 là gọi là size 33 đó nè. Đó, toàn thân nó là vỏ inox, dây khóa linh kiện tại mặt đây. Đó, con đây là nó có dầu quang ngay nè, đó có kim, nó có dầu quang nè. Đó, con đây là chạm máy cốt tay. Đó, toàn thân là vẫy nắp nè, con đây là form cổ. Đó, lên tay nhìn rất gọn gàng luôn anh em. Tại form cổ nó size nó nhỏ lắm anh em. Mặt đẹp nghe nè anh em nghe. Mặt không lỗi lầm gì, mặt này thì đẹp chăm chăm rồi. Đó. Còn sau đây. Sau nó là Citizen, đóng đầy đủ thông tin luôn nha. Đó, Citizen Thaco. Máy đó thì nắp vặn. Đó. Còn máy đây. Máy nó máy lớn anh em nghe. Đó, máy lớn. Đó. Chữ da băng này nè. Đây, chữ da băng đây. Đó, nghiêng cho anh em coi chữ da băng nè. Citizen 21 UL nè, đó máy nó mới nha anh em nghe. Ở trong lòng nó cũng có chữ nữa nè. Đó, da băng đây, máy này thì khỏi chê rồi. Lên có tay rất nhẹ nhàng luôn. Đó, lên cho anh em coi. Đó. Máy là mới nha anh em nghe, mà máy mới sau gương luôn. Con đi đồ mới nó thì khỏi nói rồi, ở trong này. Ở trong cũng có mã số đồ đầy đủ nè. Đó, trong nắp có mã số đồ đầy đủ nè. Con đi là đồ mới nó gọi là hoàn hảo nha anh em nghe. Con đi đồ mới nó hoàn hảo. Giá con này là 800 anh em. Đồ mới nó thì hoàn hảo luôn. Form đây là form đúng form đời cổ. Số 7 giá 800. Số 8 là một con Cinco Lancer. Đó, Cinco. Mặt có lên dầu theo thời gian nè. Đó, mặt có lên dầu theo thời gian nha em nghe. Con đây là tổng thể đây, để em đo size. Size nó size 34.3. Gọi là 3 còn 34.5 đó nè. Đó. Quên, con này 33.3 nha em, không phải 34 đâu. Nhầm, 33.3 ngàn em nghe. Con đi 33.3. Đó. Form đi là đúng là form được cổ luôn. Cinco Lancer đi sóc 17 UL. Đó, tổng thể là vẫy nóc anh em. Tổng thể nó là xài bộ vẫy nóc, form siêu mỏng. Đây. Đồ mới nó thì còn hoàn hảo nha anh em nghe. Mặt nó thì lên dầu theo thời gian. Có vài vết lên dầu theo thời gian mà vẫn đẹp anh em. Đó, để em chùi sơ. Đây. Đó, mặt lên dầu theo vẫn đẹp nha anh em nha. Con đi giá 1 triệu. Con đi anh em về spa cái mặt sơ thôi là rất đẹp luôn. Đó, vỏ inox. Toàn thân là vỏ inox nha anh em nha. Bên em là hàng bên em là nói rất rõ. Anh em về khỏi lo đi. Đó, đây. Để mở máy cho anh em coi. Máy đây nè. Đây, máy Cinco đây, 17 UL đây. Máy nó đầy đủ thông tin nha anh em nghe. Máy này là mới soi gương. Máy nó mới soi gương luôn. Đó anh em. Đó, máy mới soi gương chạy bong bong. Đó, những dòng đây mà máy như đây được là gọi là VIP rồi ngay nè. Đó. Không phải là đấu về là được mấy cái máy mới như đây là hiếm nha anh em nghe. Còn về là toàn là khó lắm và tìm những con như đây lắm. Đó. Một xíu nữa cuối video em có lên cả hai con từ sự em cho anh em coi. Anh em nhìn không sợ thôi á. Em có cuối video là em có bán hai con từ sự mở cho anh em coi nha anh em coi cuối video á đó. Những con Cinco như này nè cho anh em coi anh em biết, không phải những con như đi là gọi là bình thường đâu, tại vì những con được như đi cũng gọi là hiếm anh em, giá cả cũng hợp lý nè. Một con đi là hiệu này hiệu gì đây xem thử. Đe gì đây nè. Đó. Con đi là 17 đi queo nha anh em nghe.
Còn đây là cái máy, nó là máy Thụy Sĩ mà không có đóng mã số gì gì hết anh em. Sau đây nó có ghi GB bọc 20 micron mà vỏ là vẫy nóc nha anh em nha. Còn đây là 750 thôi, size nó em đo sai. Còn đây làm báo tình trạng nó là khi nhập về là như ri rồi anh em, size 35 anh em. Còn đi size 35 đây, nó nắp nó bọc cả 20 micron, chắc là cái này là nó vỏ inox anh em, nó bọc vàng mà bị rớt hết rồi đó, độ vỏ inox còn mấy kít luôn đó. Đây, máy nó là không, máy nó đúng máy thì sỉ ngay ngay mặt thì còn đẹp, giá 7.5 thôi, size 35, lên có tay rất nhẹ nhàng luôn, rút ra nắp là chỉ chỉnh giờ thôi đó. Tổng thể máy đây. Đây, để mở máy cho anh em coi. Đây. Đây cái máy đây anh em. Máy nó không có một chữ nghĩa gì luôn nha anh em nha, mà bu lăng gai đàng hoàng nha. Cái máy này em ra thợ em hỏi là máy Thụy Sĩ nghe anh em. Em ra thợ em hỏi cái máy này là máy gì, nên thợ nó kêu kiểm tra là máy Thụy Sĩ nè. Đó. Máy nhìn rất đẹp nha anh em nha, máy nhìn thì rất đẹp luôn. Khỏi chê. Đó, con đi chạy thì đúng giờ luôn anh em. Đó, máy này là bu lăng gai đàng hoàng nghe anh em nghe. Đó, của em có mở cho anh em coi hết toàn bộ. Đây, chữ C đây. Đó, tổng thể đây. Size 35 nghe anh em nghe. Giá em bán là lỗ luôn nè. Đấu con đi về là 8, về tới Việt Nam là 800 mấy mà. Mà kiểm tra xong vô với ra mà bán có 750 là anh em biết rồi. Có gì em báo tình trạng rõ ràng nha anh em nha. Sau này khỏi mất lòng. Con này là một con DX. Đó, 27 UL. DX mà dòng 27 UL nó là hiếm hơn dòng 25 UL nha anh em nha. Đó, dòng 27 UL. Size đây là size 37. Đó, giá em này là 1,2 triệu nguyên rin đồng bộ nha. Dây cũng dây rin của nó luôn nha anh em nha. Dây đầu ôm, dây nguyên rin của nó. Đó. Máy đang chạy mặt đẹp nha, mặt không lỗi lầm gì hết. Dòng DX 27 với queo. Rồi, chỉnh lịch 24 giờ cho anh em coi. Đó, lịch 24 giờ nhảy nè. Đó anh em thấy không? Chỉnh xuống tầm 6 giờ. Đó, lịch bấm nha anh em nha. Lịch bấm chạy ok nha. Đó, không lỗi lầm gì hết. Máy chạy bon bon, mặt đẹp. Toàn thân vẫy nóc. Đó, con đây là dây nguyên rin. Đó, mặt đẹp nha anh em nha. Mặt đẹp không bị lỗi lầm gì hết. Đó, toàn thân nó vẫy nóc. Dây đây là dây nguyên rin của nó. Nhìn rất đẹp luôn. Đó. Dây này thì dài ngay nha em nha. Anh em, dây này thì dài thoải mái. Kiểm tra thử. Dây này cỡ tay 17 thôi. Cỡ tay 17 thôi nè. Đó, tay 17 thôi là mang vô là thoải mái. Chưa? Không có. Đây, tổng thể đây, con này là giá 1,2 triệu nha. Đây, con nắp sau đây, nắp sau của Sinco DX đây. Nó chạy máy là 5139 đây nè. Đó, nắp sau đây. Để mở máy cho anh em coi. Đây, máy nó là mới nha anh em nha. Máy DX này là máy nó mới tuyệt vời luôn. Đó. Để em quay sơ nhẹ cái bánh đà cho nó chạy nè. Đây, máy nó là mới nha anh em nha. Nó chạy là máy 35139A. Máy mới sau gương nha anh em nghe. Đó, máy tình trạng là mới khỏi nói luôn nè. Đó, máy mới thì khỏi nói luôn. Đó, anh em thấy cái máy không? Cái máy như đây là rất hiếm nha.
dòng dòng DX mà 25 dây queo là bình thường được nha anh em nha. Con này là tới 27 dây queo luôn. Đó. Còn nắp đây, nắp nó thì mới trong từ trong ra ngoài. Ron, cái ron nó còn nguyên nha anh em nha. Cái ron nắp nó thì còn nguyên. Đem gài nắp vào là đây em lại gài nắp xong nè, máy nó chạy vi vu ra nè anh em nha. Con nên em mà mang chữ đài cốt á là chạy khỏi nói luôn, máy nó là mới soi gương đó, kính rin nha anh em nha, kính đó là kính nguyên rin đó, tổng thể con đi nguyên rin toàn bộ, không có lộ, không có like một cái gì hết nha anh em nha, báo cho anh em biết luôn đó. Con đi dám chiều 2 số 10 số 11 là con lm. Đây, mặt nó sắc viền có bị xíu này, 25 dư queo nha anh em nha. Con đây là 25 dư queo, anh em mua LM này là đít đúc nè. Hình em có chụp hình trong máy rồi. Anh em để em xem thử em đo sai con đi anh nè. Đi sẽ em quên đo sai. Rồi đo rồi. Đo xuống. Đây, để em đo sai con LM anh nè. Con đây là size 35.5. Đó. Đây LM đây nè, đây LM đây 25 dư queo đó, em lắc ngang chạy rồi rồi hết rồi nè đó. Con đi có hỗ trợ có tay nha anh em nha, lịch nó còn nhanh chậm nó còn ok hết, thôi em chỉnh lịch cho à, anh em nói cho anh em chơi LM này. Trước khi anh em chỉnh lịch LM phải xây lịch 24 giờ cho nó nhảy xuống tầm cỡ 6 giờ rưỡi đi là anh em chỉnh lên là ok nhất. Đó, ngày nè. Đó, thử nè. Đó anh em thấy không? Đó, em báo cho anh em biết luôn nha. Đó, anh em chơi LM anh em phải biết dây này là dây Nhật thôi, không phải dây rin của nó đâu. Giá con này là 850, dây nó rất đẹp nha anh em nha. Dây nó thì đồ dây mới, nó thì sợi dây này còn rất đẹp luôn. Anh em thấy không? Dây này thì anh em mang thì không không thua gì dây rin của nó hết nè. Sợ dây này mang còn ngon hơn dây rin đó, nhìn rất mỏng manh anh em nghe, nhìn dây rất mỏng manh mà làm dây này làm ra thì khỏi nói luôn nè anh em nè. Đó con này thì 850, mọi chức năng hoạt động ok hết anh em thấy kiếm chạy không? LM 25 dây queo lót matic đó, mặt nó sát viền nó bị thôi, toàn thân là vẫy nắp đây, mặt sau đây đó. Con nên em mua em sửa hình máy cho anh em coi, tại vì hình em bỏ trong máy em đang quay phim rồi nè. Đó hình nó em có mở ra chụp rồi anh em khỏi lo. Đó, về hình máy toàn thân là vẫy nắp, con đi là vẫy nắp anh em khỏi chê được anh em nha. Mặt nó thì cũng vẫn còn đẹp mà viền nó bị xíu thôi, xíu cho viền không đáng kể đâu. Đó, máy chạy bon bon. Con đi là con Cyan Harmon mặt xanh. Đó, con đi chạy 17 dây queo nghe anh em nghe. Lịch nó là lịch chạy 92. Đó, em quay cho anh em coi, lịch nó lịch chạy 92. Đó, nhảy ra anh em thấy không? Xoay lại 9 lên lại 12. Đó, lịch nó chạy 92 nghe anh em nghe. Con nó chạy một máy có tay. Đó. Size em này là size 35. Đó, con đi là giá 700 thôi anh em, nguyên riêng toàn bộ anh em nghe. Dây rin của Citizen, đó, dây này dây đúc rin của Citizen luôn. Tay nó, tay dây này thì đẹp đo. Tay cỡ 17 tới 17 năm thôi nghe nè anh em nghe. Đó, vẫn còn lỏng mà tay 17 tới 17 năm thôi. Đó, mặt sau đây. Nấm rin nha anh em nghe, nấm rin vỏ toàn thân là vẫy nắp, mặt nó vẫn còn đẹp anh em, đó mặt nó vẫn còn đẹp, kính rin nha, kính có kính còn lấp ở trong rin luôn, đó. Con đi để mở máy cho anh em coi,
Đây. Máy này anh em, máy nó là 17 chữ queo nha. Chỗ này là có da băng nè anh em. Đó. Lên có tay rất nhẹ nhàng, nhàng luôn. Đó, máy mới soi gương nha anh em nha. Máy con này là mới soi gương luôn. Anh em khỏi chê. Đó. Con này là giá 700 thôi. Đó, bán cho nó đi. Con này là nó ở với em lâu quá rồi, em bán cho nó đi nha anh em nha. Giá này là bán gọi là lỗ tí cho nó đi, nó ở với mình cũng lâu quá rồi. Nói thật thôi, không con này là không có lỗi lầm gì hết. À, mặt em quay rất kỹ anh em coi nha. Giá 700. Tới con này là hàng pin nha anh em nha. Pin giá 500, một con CDN vuông. Đó, con này pin dây đồ nguyên zin, khóa rất đẹp luôn, để em quay cái mặt trước. Đây để em đo size trước anh em. Em đo size vuông trước. Đó. Vuông là em không tính cái chỗ, em đo từ chỗ này thôi nha anh em nha. Đó là size 30 năm. Còn tính mà tính cái khung mặt á thì 29, mà tính cả càng luôn thì 36. Đó anh em tao. Đó pin nha, con này chạy đúng giờ luôn. Lịch nó thì khỏi chê. Đó, nấm là nấm cổ chai nha anh em nha. Đó, giờ nó thì chạy đúng 100% rồi, nấm thì nấm cổ chai, anh em rút ra anh em chỉnh giờ thôi. Đó, lịch nó nhảy nè anh em. Đó, lịch nó nhảy nè. Đó, chỉnh xuống đây anh em chỉnh lịch nhanh là nó vô tư thôi, không có gì hết. Đó. Điểm nhất nè, lịch nhanh nè anh em thấy không? Đó, đúng ngay cái nấc nó chỉnh nấc nhẹ nhàng luôn. Đó, thử nè, đó anh em thấy không? Đó, đẩy vô đè vô là vặn lại thôi. Đó, nấm cổ chai nha anh em nha. Đây, mặt sau đây. Khóa rinh nha, khóa rất đẹp luôn. Đây mặt sau đây, da băng, con này là nội địa Nhật, khóa nó rất đẹp luôn nghe anh em nghe. Khóa nó anh em bấm vào đây này, rồi đè xuống đây này, khóa thông minh nghe anh em nghe. Đây có chữ Citizen luôn. Đó, dây rồi thì nguyên rinh của nó hết. Con này giá 500, con này là đúng là hàng đời cổ anh em. Hàng này mà cái hàng hồi xưa của mấy bác á, nói xưa mà có con này là mua bằng cả chỉ vàng đó nè. Đó, rất đẹp luôn. Dây tay thì dài thoải mái nha. Tay con đi thì dài thoải mái luôn. Đồ mới nó thì còn rất cao. Đó, đồ mới con đi còn rất cao. Khóa nó khóa thông minh nha anh em nha. Đây, tổng thể máy đây. Đó, khóa thông minh rất đẹp luôn. Tổng con đi là 500 nha anh em nha. Con đi là 500. Con đi là một con Cyan Eco Drive, pin năng lượng mà con này pin khỏe nha anh em nghe, chạy đúng giờ. Đó, size nó size 35. Đó, dây nó thì dài thoải mái nghe, dây thông minh. Đó, anh em đút vào thôi. Đó. Con này anh em đút vào anh em xài tay bao nhiêu anh em đút vào anh em đè xuống thôi là xong. Đó. Đó, đè xuống xài thôi. Đó, khóa này khóa thông minh luôn. Anh em thấy không? Dây này thì dài thoải mái luôn. Đây con đi tổng thể ở đây. Đó, con đi solar năng lượng nha anh em nghe, dây nó là dây dummy, niềng dummy. Tổng thể rất đẹp luôn. Đây, mặt sau đây. Đó, có chữ da băng đồng hoàng Cyan Taco nha. Tổng thể còn rất đẹp mới nghe anh em nghe. Con đi giá 500. Đó, lên tay thì rất đẹp luôn. Đó anh em thấy không? Tay thì tay bao nhiêu mang cũng vừa hết. Con đi thì anh em dòng năng lượng đi mà pin khỏe như đi á thì xài Vivo nghe anh em nghe. Con đi thì chạy đúng giờ luôn, không lệch một phút nào hết. Hàng pin cho anh em mang thoải mái, solar năng lượng. Đó. Quá, con đi là quá tuyệt vời luôn anh em. Đó, nguyên rim toàn bộ, dây đồ mi rất đẹp. Tổng thể mặt đây, mặt nó mặt màu trắng sữa. Anh em để em uống miếng nước lại nè. Còn đây là một con Cinco sóng bạc. Đó, Cinco pin sóng bạc nghe anh em nghe. Mặt còn rất đẹp luôn. Đó, dây đồ nguyên rin của nó nghe anh em nghe. Đó, giá con này là cũng 500. Đó, dây đồ nguyên rin hết, dây nó dài. Dài Vivo nha anh em nha. Dây nó tay 18 mang thoải mái luôn. Con đây là dây dài Vivo.
Đó, để em đo size. Size con này size mà tính đúng của nó là size 36 ngay nè anh em nha. Đó, tính cái càng nhỏ là size 36, còn trong là cỡ size 35. Đó. Dòng Sinco sóng bạc nha anh em nha. Đó, anh em chơi biết dòng Sinco sóng bạc. Toàn toàn thân nó là vỏ inox. Đó, vỏ inox toàn bộ mà đồ mới nó thì còn rất đẹp luôn. Dây nguyên zin, cái khóa này là đủ đủ tiền rồi anh em. Đó, cái khóa này là nó ngon ngon rất là ngon luôn. Khóa như đây là đủ tiền rồi. Đó. Còn mặt sau đây nè. Đó. Nó dòng Sinco máy nguyên zin ngay, máy nguyên zin ngay anh em nha. Con này pin thì lâu lâu em mở máy cho anh em coi một một con thôi. Đó, tại vì anh em mua bên em là tin tưởng bên em là cứ mua là em sẽ gửi hình về máy cho anh em coi. Đây. Máy đây. Máy nó chạy bằng chân kính. Máy con đây là chạy bằng chân kính nha anh em nha. Đó máy viên bi ruby đỏ đỏ đó. Hàng đây là hàng đúng cổ luôn. Đó. Để em xem là con đi chạy bao nhiêu chân kính. Con đây là chạy 8 chân kính nghe, anh em nghe, con đây là chạy tới 8 chân kính luôn, Sinco sóng bạc chạy tới 8 chân kính nghe, ron ron nó còn nguyên nghe anh em nghe. Cái ron đây là nó mất rồi nè. Đó, cái anh em về kiếm cái ron nó bỏ vô ra mua cái ron bỏ vô là ok. Đó, nó không thôi thì anh em nào thích thì em tìm một cái ron em bỏ vô cho anh em. Đó. Cái máy này thì máy chạy 8 chân kính của Sinco nghe anh em nghe. Con đây là nguyên zin. Con đây là nguyên rin toàn bộ nghe anh em nghe. Nguyên rin toàn bộ đây. Giá con này 500. Quá rẻ, một em Sinco sóng bạc quá đẹp. Đây, đây là một cái mặt squat switch. Đó, anh em về anh em lên Shopee, anh em mua dây anh em bỏ vô nha. Đây, chốt nó còn nguyên á, anh em mua dây anh em không anh em đặt dây bỏ. Con đi squat switch của thụy sĩ đó chạy 6 kim ngay ngay anh em nghe đó, kim toàn bộ kim nó chạy ok hết nè. Đó nè, em bấm lần đứng nè, đó bấm vào lần chạy nè, đó anh em thấy không, đó chạy lại nè. Đó con đi là chạy đúng giờ ngay anh em nghe, mặt nó còn đẹp luôn, mặt nó còn đẹp vi vu luôn nè. Để em đo size. Con đi size 39.7. Đó, quá đẹp nha. Đó, anh em thấy mặt đẹp không? Đó, kim đồ chạy chạy hết toàn bộ nha anh em nghe, squat switch. Đó, không dây. Đó, em đấu về mà nó không có dây nên em bán mặt không. Giá này là giá 500 là rẻ nha anh em nghe. Anh em tìm không ra đâu. Đó, còn mặt sau đây toàn thân là vỏ inox máy V8 này nè. Đó, V8 này. Switch MADA này, chạy 4UL này, đó, đầy đủ thông tin luôn nha anh em nghe. Đồ mới nó còn, em nói con đây là cái mặt này là đồ mới nó còn đâu phải 95%. Đó, những con mà như đây là trên đây nó chóc hết nè nè. Đó, trên đây nó chóc hết. Đồ mới nó còn rất cao nha anh em nghe. Số này số 16 giá 500. Giá này là quá rẻ nha anh em nghe. Đó, giá này là quá rẻ. Còn con đây số 17 là một con để em coi. Một con Long Green có lịch gấp 6 giờ, kính sapphire. Con đây là máy Nhật nghe anh em nghe. Đó, chỉnh lịch nè, lịch nhanh chỉnh ok nè, rút ra nước là chỉnh giờ thôi. Đó. Đó mà giờ ra đang đang chỉnh đúng rồi nè. Con đây là đồ mới nó còn rất cao nghe anh em nghe. Dây nó thì còn rất đẹp luôn. Đó, khóa thông minh luôn. Đó, giá con đây là 7.700. Dành cho con đây là máy Nhật nghe anh em nghe. Anh em mà mua con đi về anh em rửa tay đồ thoải mái nha. Con đi thì hàng mà em đổ thùng về mới như đi thì anh em rửa tay mang thoải mái. Dây thì siêu dài luôn. Dây nó anh em về tay lớn mang thoải mái luôn. Chỉ về cắt cắt thôi. Đó, dây nó thì tay 19 mang còn vừa nữa. Con đây là số 17. Giá 700 ngàn em nghe. Một con Long Rin. Đó, Long Rin mặt sau đây. Mặt sau nó là bốn, nó nắp nó là bằng bốn ốc anh em. Đây con đi thì giá nó là bảy bảy tháng 700 tháng ngay anh em nha.
còn bây giờ 700 kính, kính sapphire đó có đính là 8 viên đá ở 4 góc, kim giờ chạy nó thì rất chuẩn luôn anh em. Đó, kim giờ chạy rất chuẩn luôn đó. Con đi thì khỏi chê nha anh em nha, con đi thì khỏi chê, giá con đây là 700 đó. Dây khóa thì khóa bấm, khóa thông minh. Con này là con số 18, là một con Bunova. Hãng Bunova là nó bán cho Nhật nha anh em nha. Nên con này là pin dây da. Đó. Khóa nó cũng khóa nguyên rin của nó luôn. Con Bunova đây là 450 số 18. Quên, con này là em quên đo sai nè. Xin lỗi nam, để em đo sai. Sai con này là ngang 30.4. Còn dọc nó là 35.6. Sai lớn nha anh em nha. Con em quên đo sai mất, sai nó sai lớn đó. Còn con em đo sai luôn, có gì con nào con đi là sai 38.8 là 39, con nào mà em quên đo sai nè anh em mua, anh em liên hệ em sẽ đo sai lại cho anh em đó. Con em mặc đỏ huyết anh em, có hình caro đó anh em không, để em chùi mặt kỹ. Đúng. Bưu điện hay kêu chị nữa, tí nữa em gửi hàng tiền xong. Kêu chị đi, từ từ gửi. Để mình kiểm tra hàng rồi gửi tiền Phương ơi. Đây. Do hàng của em về anh em. Đó, con đi là con Bunova nha anh em. Bunova là bán lại cho công ty Nhật rồi nha anh em nha. Đây. Bunova đây, mặt đẹp, dây nguyên rin nha anh em. Đó, dây Bunova nguyên rin hết toàn bộ. Đó, pin Nhật giá nó là 450. Mặt nó caro nè, nghiêng cho anh em thấy không? Đó, mặt caro rất đẹp luôn. Pin chạy đúng giờ nha anh em nha. Con đi chạy đúng giờ, size nó lớn rất đẹp. Đó, lên nó lên tay rất đẹp luôn anh em nha. Đó, lên tay nhìn rất đẹp luôn. Quá đẹp tuyệt vời. Giá con đây là 450 nè, số 18. Số 19 là một con BVW, con đi giá 700 nga anh em nha. BVW chạy đúng giờ luôn. Đó, con đi có một lịch cọc 6 giờ, kim cọc số La Mã, dây màu đỏ rất đẹp. Anh em thông, đó, nấm rin, dây đồ nguyên rin nga anh em nha. Dây BVW nguyên rin luôn, khóa đồ rin hết toàn bộ luôn. Đó, tem đồ còn nguyên. Đó. Sai con đi là sai 38. Đó, size con này là size 38 đẹp nha anh em nha. BVW đi anh em mang thì hàng đi rất chuẩn luôn. Con đi là mới 99% nha anh em nha. Mới dây rồi còn mới nguyên nè, anh em thấy không? Đó, dây rin còn mới nguyên nè. Đó, hàng đi thì anh em xài thì vi vu luôn. Con đi thì trong nước ok nha anh em nha. Đó. Đây, cái kim nó là kim nung xanh nha anh em. Kim BVW này là kim nung xanh. Anh em á, anh em mà rút ra nước anh em rửa tay là vô nước, anh em phải đè kính nè. Đè kính vô anh em rửa tay thì nó mới không vô nước anh em nha. Anh em mà rút ra như đây anh em lỡ kim xúc ra anh em mà như đây anh em mà rửa tay thì thôi chứ ai mà trong nước cho nổi. Đó. Đây. Mặt đẹp con em mới 99% thiếu hộp thôi nha anh em. Con này là thiếu hộp thôi. Đó, giá 700. Con này là một con solar năng lượng. Đó. Solar năng lượng kim giờ đang còn chạy nha anh em nha. Đó. Đó, rút ra nước là chỉnh giờ thôi. Nhiều một gì không vô nước rồi đây. Đó. Đó, chỉnh lịch nè anh em nè. Đó anh em thấy không? Đó. Đẩy vô nước nữa. Con đây là titanium hết toàn bộ nè. Khóa nguyên rin của nó luôn. Đó, để em xem tay thử tay nó cỡ bao nhiêu. Con đi tay cỡ 17 nha anh em nha. Đó, tay cỡ 17 thôi. Đó. Con đi giá 400.
Đó, em báo trước vỏ nó là vỏ bằng titanium hết toàn bộ, solar năng lượng, pin đi và nó vẫn còn khỏe nha anh em nghe. Còn đây là size, nếu mà tính qua đây thì size to 36, còn tính sơ sơ đây là cỡ 34 đó. Còn đây pin nó còn khỏe nha, con mấy con như đi mà nó chạy yếu yếu anh em phơi nắng là nó chạy vi vu luôn đó anh em thôi. Dây dây nó vẫn còn mới mới nha anh em nha, vỏ đồ nó vẫn còn mới hết. Đây mặt sau đây hàng titanium đi, chất liệu dành cho máy bay nè, con đi giá là 400. Con số 20 giá 400 thôi ngay anh em nghe, mặt nó thì vẫn còn đẹp đó. Đây tổng thể đây. Tới con đi là squat switch anh em đó, squat switch đang 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 chạy đúng giờ nga anh em nha. Con này là size nó size 34, size con này cỡ 34 thôi. Đó, rút ra rất là nó có lịch anh em, có lịch ở góc 3 giờ thứ này, nó rút ra rất là mình chỉnh giờ, chỉnh lịch 24 giờ cho anh em coi. Đó, xuống xuống dưới đây anh em chỉnh chỉnh lịch là nó không bị hư ngay ngay anh em nha. Đó, anh em thấy không? Ngày đó nó chạy chạy ok ngay anh em nha. Còn thứ nè, nó chạy ok nha anh em. Trước khi anh em quên gì anh em phải chỉnh lịch 24 giờ trước đó, anh em mới chỉnh ngày nhanh đồ là ok. Kim cọc số là mã nè, dây đồ nguyên zin hết nha, con là nguyên rin hết toàn bộ luôn đó, nguyên rin toàn bộ. Đây máy đây, dây là dây dây nguyên rin nha anh em nha, nguyên rin dây nó còn độ mới rất cao. Đây máy đây nè, chữ nó đóng nhìn nhìn rất khó anh em nghe. Máy nó đang chạy nè, bánh đà đang chạy nè, nhìn máy xuyên thấu nghe. Con đây là máy của Thụy Sĩ nha anh em nghe, con đây là máy của Thụy Sĩ đó. Để em xem cái máy nó chạy như nào này. Ở đây nó có đóng switch MADE nè anh em à. Đó switch MADE con này là của Thụy Sĩ giá 300 nghe anh em nghe. Đó con này giá 300, giá quá rẻ cho anh em chơi luôn. Để em xem thử mấy giờ rồi, em chỉnh giờ cho đúng luôn. Giờ là 10 giờ 17 đó. Để em chỉnh giờ nghe nè, mấy giờ là Phương? 10:18. Đó anh em thấy không? Em chỉnh đúng giờ luôn anh nghe. Còn đi xoay 21 giá 300. Con này là số 222 anh em. Đây số 2 là 600. Một con Citizen Duluce niền khía nghe anh em nghe. Niền khía, nó chạy máy cốt tay. Lệch nó là 24 giờ số 4 nè anh em. Đó kính lớp zin nghe anh em nghe, số 4 nè. Đó em xoay cho anh em coi. Hôm nay số 5 nè anh em thấy không? Xuống chỉnh 992. Đó. Nè lên số 6 này đó nè anh em thật đó. Con đây là đẹp nha anh em nghe, nước vàng còn đẹp, dây dây nó dây nguyên rin nghe. Con đây là giá 600, đây em cho anh em coi mặt đẹp nha anh em nghe, dây nguyên rin nước vàng nó thì đẹp, em nói không bị bong chóc chỗ nào hết đó anh em thật đó. Dây này là dây dây của nữ dài nha, dây hạt gạo nè, trong đây có chữ Citizen nè đó anh em thật, bọc vàng vàng hết toàn bộ anh em nghe. Đó dây quá đẹp luôn, đây mặt trong đây. Đó. Nó bọc vàng là CGB, đóng đầy đủ thông tin luôn đó. Cạnh được con bé ngót nha anh em nghe, cạnh được con bó bé ngót luôn, niền khía của nữ, máy có tay. Rồi máy đây, cái vòng đi, vòng thép để em lấy ra đây, máy nó máy có tay nha anh em nghe. Đó máy nó mới nè, 21UL này lên có tay rất nhẹ nhàng luôn. Đây để em lấy cái hình ảnh là cho nó rõ nét, cho nó bị mờ mờ.
Đây. Đó, anh em thấy cái máy mới không? Đó, Mercedes 21QL này. Máy mới sau gương nha anh em nha. Đây, còn nắp nó ron được còn nguyên hết, toàn bộ không thiếu gì hết nha. Rồi để em lắp vào. Con này là con rất mới nha anh em nha. Con này còn rất mới luôn, giá này là 600. Đó. Khóa đây. Giá rất mới, giá này còn 6, giá này là 600 nha anh em nha. Dây đồ là còn bọc vàng còn rất mới luôn. Con này đồ mới rất cao luôn. Size nó size 24.3 này. Anh em thấy cái niềng phía không? Không bị bong chóc chỗ nào hết nha. Cả dây zin nha anh em nha. Mặt đẹp nha. Mặt đẹp giá 600. Đó. Em đây, cái dây này là em gỡ ra nha anh em nha. Dây này con số 23 là giá Bunova, giá 500 nha. Tại vì dây em gỡ ra để mở máy cho anh em coi. Đây, cái dây này thì em bỏ ra ngoài trước, em quay cái máy trước. Đây, máy đây. Em quay xong là em lắp dây vô cho anh em coi luôn nha. Đây, tổng thể đây. Bunova cốt tay nha. Đây, cốt tay. Nấm đi, nấm Bunova nè anh em nè. Anh em thấy cái giá trị của nấm Bunova không? Đó, chữ Bunova đàng hoàng nè. Mặt đây. Nó Bunova chạy máy vàng nha anh em nha. Đây vàng nó cũng có bị chóc xíu không đáng kể đâu. Tại vì nó cũng đồ quá cổ. Đó, con đi form rất đẹp luôn. Mặt sau đây. Đó, đem đo size. Size con đi size 22.5. Đó. Con đi giá 500 nha anh em nha. Rồi để em mở máy cho anh em coi. Cái máy cho hấp dẫn. Đây cái máy đây này anh em thấy cái máy vàng nghe anh em nghe Bunova Thaco này đó chạy là nó chạy là từ em coi thử nó chạy là 17 dây queo nghe anh em nghe số 17 nằm ở đây nè server dây queo này đó anh em thông đóng đa đầy đầy đủ thông tin là máy đang chạy nghe anh em nghe đó máy đang chạy đó Bunova Thaco có mã số đọc đóng đây để em xem thử chữ đâu nè chữ switch nó nằm ở đây nè anh em nè đây chữ switch nằm đây nè đó switch nè Bunova Thaco máy vàng nghe anh em nghe mà máy vàng nghe máy vàng mới nghe còn cái nắp đây bỏ máy ra là cái nắp đây cái nắp này nắp nó đóng nè đó Bunova này Bunova này bát này gold nè Plastic G nè, 20 microm nè, số mã số máy là 7079 nè anh em. Đó, switch nè. Đó, đóng đầy đủ thông tin luôn nha anh em nha. Đó, mới nha, thông tin nắp mới, nắp nguyên con này là nguyên rin. Đó, mã số rồi đóng đầy đủ hết để em lắp vào nè. Em lắp vào, em lắp dây rồi cho anh em coi luôn nha. Đây em lại lắp vào rồi nè đó giờ em lắp dây nha em lắp sợi dây vào cho anh em coi anh em để em xíu em lắp dây vào đặt rẹt thôi đây cái dây em lắp vào rồi nghe anh em nghe dây này là dây của nó nhưng mà dây này dây Mỹ nghe anh em nghe đây em dán cái mặt vô con này là 500 đó do nó bị cùng vàng nên nó bị chóc xíu đây dây này dây của Mỹ dây dài nghe anh em nghe đây dây đây đó. Em bị rớt mặt đây dây Uda nè anh em nè đó tổng thể rất vàng còn rất đẹp luôn vàng của Mỹ nó bọc thì anh em khỏi chê rồi anh em thấy không dây này siêu dài nghe
chỗ này hồi anh em mua em sẽ bỏ cái khóa vào cho anh em đó. Dây này là đúng một sợi dây Mỹ nè anh em thấy không, giá trị này Ultra nè đó, coi đây là giá 5500 nha anh em nha. Đó em mở máy cho anh em coi rồi đó, máy đóng đầy đủ thông tin chạy bon bon tổng thể đây. Đúng là một tiếng rồi. Một tiếng. Đây là con Long Rin nha anh em nghe, con Long Rin có tay giá 600 đó. Long Rin nấm Rin nghe đó, con đây là máy nó là đúng chính máy có tay của Long Rin luôn, giá 600 nha anh em nghe đó. Con đây là của em có hạ giá luôn luôn rồi đó nè, size nó là size 19 đó, giá 600, toàn thân là vẫy nóc nha. Cái mặt nó có một nó bị bung bung cái lớp dầu bóng anh em đó, ngang này đó anh em đồng quay rõ cho anh em coi đó, tổng thể cũng rất đẹp, giá 600, máy có tay đúng máy đó, đó Long Rin nha anh em. Anh em mua anh em liên hệ em sẽ gửi hình máy cho anh em coi đó, giá 600. Còn đây con này là con Unusai Geneva đó, giá 300 anh em, số 25 của nữ đây, size nó size 18 đó, Unusai giá 300 nha anh em nha. Dây này là dây của Đức anh em, sợi dây này xịn lắm, dây này đóng đầy đủ thông tin luôn đó, đóng đầy đủ thông tin của dây luôn. Dây này dây của Đức anh em, sợi dây này của Đức, còn máy này là máy Geneva của Thụy Sĩ đó, máy có tay nha anh em nha, tổng thể đây. Rồi để em mở máy cho anh em coi. Để ý tiếng hồ luôn. Trời. Quay cho nhanh nhanh tí chứ. Anh em đợi em xíu em mở cái máy cho anh em coi. Đây máy là đúng máy chính hãng nha anh em nha, đây máy đúng máy chính hãng nha anh em nha đó, có chữ Unisei này anh em, switch này đó, máy chính hãng đóng đầy đủ thông tin nha anh em nha. Máy này là lên có tay nè đó, nhất rất nhẹ nhàng luôn đó. Còn cái nắp đây, nắp nó cũng có đóng Unisei đầy đủ thông tin nha anh em nha. Con đi giá 300 của nữ đó, con đi nó ở với em lâu quá rồi em bán rẻ cho đi. Anh em đợi tí em lắp cái máy vào nè, tại vì của em quay nó cũng hơi nhanh tí cho nó, chứ nó thời gian nó không có nhiều nè. Đây nè, đó tổng thể ở đây nha anh em nha, máy là máy đúng chính chính hãng của nó nha anh em đó, Unisei Geneva giá này 300, con này giá 600 nha anh em nha. Một em tết nốt dây riêng đồng bộ luôn em, mặt có lên dầu nè đó, con này có hỗ trợ có tay nè đó, vằn cốt lẫn chạy đó, con này giá 600 đó, lịch nó lẫn nhảy rồi đó nè đó, lịch 24 giờ nhảy vô tư không có vấn đề gì hết, để em xoay lịch cho anh em coi. Mặt nó có lên dầu nghe nè anh em nghe, lên dầu từ vùng 9 giờ lên số 9 rồi đó. Đó lịch nó là lịch chạy 24 giờ nghe anh em, nấm rin nha, con này là rin toàn bộ luôn đó, mặt có lên dầu, kính rin luôn nha, con này size 25, kính rin nè anh em, đó nguyên rin toàn bộ luôn đó anh em thấy không, đó khóa rin nè, dây rin hết toàn bộ, con đi của nữ nghe anh em nghe. Đó. Máy đang chạy. Đó. Còn mặt sau đây. Tổng thể rất đẹp, test nốt Sky. Để mở máy cho anh em coi.
Đây. Máy đây anh em, máy vàng nghe anh em nghe. Đâu, con đây là máy vàng luôn. Quá tuyệt vời, máy đang chạy nè anh em. Đó, máy đang chạy nè, máy được test nốt mới nha. Con đấy vàng mới mới khỏi nói luôn. Đó anh em không? Máy mới nha. Đó, máy này thì khỏi đường bàn nghe anh em nghe. Ở trong nó cũng có đóng đầy đủ thông tin nè. Đó, test nốt. Đó. Có nắp ngòi đây. Máy máy mới sau gương nghe anh em nghe. Đó, con này giá đấy, con này là 600. Một con nữ. Quá tuyệt đẹp nghe anh em nghe. Con nữ giá 600. Đây, tổng thể đây. Mặt có lên dầu xíu, anh em về spa lại kính rin nghe anh em nghe. Kính nó nguyên rin. Đây là một con Shima. Dây khóa rin nghe anh em nghe, dây khóa của Shima luôn, nấm rin này. Ở sau có ở trong là nó bọc nó làm bằng inox anh em. Hơi bị chắc tí, chỗ này nó có chữ nghĩa đồ đầy đủ luôn nghe anh em nghe. Đây. Chỗ này đây. Đó, chỗ này nè, có chữ nghĩa đầy đủ luôn mà nhìn mắt thường thấy nghe. Đóng switch made được bọc vàng đồ đầy đủ. Đó, cái này là bọc vàng nghe nghe anh em nghe. Bọc vàng máy có tay nghe anh em. Đó, máy nguyên rin của nó. Con này là cốt tay, dây lụa, con này giá 600 nha anh em nha. Đó. Nhìn mặt trong nó thôi, mặt ngoài nó thì đẹp tuyệt vời hết. Không bị mặt ngoài đẹp tuyệt vời hết. Mặt nó vẫn còn đẹp. Đó, nấm rin. Mặt sau đây, đó. Đầy đủ thông tin. Rồi để em mở máy cho anh em coi. Máy đây nè. Đó, máy đóng đầy đủ thông tin nghe anh em nghe. Đó, máy đóng đầy đủ thông tin xem chữ switch nằm chỗ nào. Này. Đây, máy đóng đầy đủ thông tin luôn, có chữ nghĩa đồ hết đầy đủ nghe anh em nghe. Ký hiệu của Shima đó, máy đang chạy Vivo. Đó, chạy 17 UL, máy này thì anh em khỏi lo rồi nha. Nguyên rin chính hãng nha anh em nha. Đó, con đi giá là 600. Để em gài vào nè. Đây, em đã gài vào rồi nè. Đó, tổng thể đây. Quá đẹp, giá 600 nha anh em nha. Số 27. Con đi là gì? Số 28 giá 750. Đây, em lột ra nha. Số 28 giá 750 nè. Con đây là một con Barry. Nó còng làm bằng bạc đúc nghe anh em nghe. Đây còng tổng thể em đây. Nó có hai cái chuyện nè. Đó hai chuyện nè. Ở trong đây nó có chuyện nè anh em nè. Đó ở trong này đó chuyện nè. Góc bên này là nó có cái chuyện này nè anh em. Đó chuyện nè anh em. Đó nó đóng chuyện nghe anh em nghe. Con đây là của Barry. Đó còng đây nè. Đó. Còn cái nấm đây là không phải nha, nấm đây không phải bạc đúc đâu. Còn tổng thể quanh đây là bạc đúc hết toàn bộ. Con này là máy cốt tay anh em. Đó, máy cốt tay. Đó, tổng thể rất đẹp luôn. Kiềng này kiềng bạc đúc nghe anh em nghe. Giá con này là 750. Đó, anh em mua, anh em liên hệ em sẽ chụp hình máy cho anh em coi nha. Đó, em đo size cho anh em. Size con này á, là ngang đây là 23.5. Còn dọc với là cái 21.5. Đó, kiền này bạc đúc anh em nghe. Chuyện nó có đóng đầy đủ luôn. Không thiếu gì hết. Giá con này là 750 số 28. Một con hiệu của Paris Pháp. Đó. Mặt đẹp nghe anh em nghe. Cốt máy nó máy cốt tay. Đó. Con này là một con của One Time. Đó, giá 800. Đó, em lột cái mặt ra nè. Đó, anh em thấy mới không? Đó, em dán vào nghe. Lột cho anh em coi, mới còn mới khỏi nói luôn. Đó. Nè, bọc vàng GB nè anh em nè. Đó, bọc vàng GB. Đó. Đít ở sau là đồ mới con đi còn 100% nghe anh em nghe. Thiếu hộp thôi. Đây mặt sau đây. One Time đây. Đó, dây đồ là còn rất đẹp luôn. Tổng thể của nó thì khỏi chê. Đó, dây đồ. Nấm khóa, nấm rinh nghe anh em nghe. Nước vàng đó thì đẹp, mặt đẹp. Đó, mặt đẹp không tì vết luôn. Đó anh em thấy không? Đây. Sau đây. Đó, khỏi chê luôn nghe anh em nghe. Đó, con đây là máy cốt tay nghe anh em. Máy đúng là máy One Time nghe. Máy đúng là máy One Time.
Đó, con này anh em mua, em sẽ gỡ hình máy chụp quay phim cho anh em coi ngay. Đó, máy nó đồ mới, nó còn tới 99,9% luôn. Gọi là nó phải 100% anh em. Đó, đồ mới nó khỏi nói luôn. Dây nó thì bọc vàng GB. Đó, dây dây đầu ôm là vàng nha anh em nha. Con này giá 800. Mặt nó thì khỏi chê, mặt nó mới 100%. Đó, hàng hiếm nha anh em nha. Hiếm lắm mới về thì coi như thế này đây. Quýt này là quýt thị sĩ nha anh em nha. Đó, mặt dây chuyền của thị sĩ. Đây, ở sau nó có bị phai xíu không đáng kể. Giá số 30 là 3 400. Đây mặt trước đây. Còn đây là của Reo Ro vậy nè, 17 dây queo máy có tay. Đó, quá đẹp. Dán trước này, mặt trước quá đẹp nha anh em nha. Mặt trước còn quá đẹp luôn. Đó. Mặt dây chuyền. Đó. Rồi để em mở máy cho anh em coi. Đó. Đa nam em gỡ máy xong rồi nè. Đó. Đây. Máy đó là đúng máy cổ anh em nghe. Đó, máy switch 17 dây queo này, máy này thì anh em khỏi chê rồi, máy này đúng là máy cổ luôn, cái bánh răng nó màu hồng luôn này. Đó, máy này là đúng máy cổ nghe nè anh em nghe. Máy này là đúng máy thị sĩ nghe, tại vì em bán đồng hồ lâu em bán có mấy con máy như đây rồi anh em. Đó, đúng máy thị sĩ luôn. Đó, máy này thì anh em khỏi chê rồi nghe anh em nghe. Đó. Con này là một con mặt dây chuyền. Đó. Trong nắp nó cũng có đóng chữ nè anh em nè, đó Agun này, Switch Mada nè anh em thông, đó nắp nó cũng đóng chữ nha. Đó, máy máy này thì chạy thì khỏi chê rồi, máy này thì chạy bền lắm anh nè. Đó. Rồi để em gài nắp vào nè. Giá con này là giá số 30, giá 400 nha nha anh em nha, mặt cái chuyền mặt đẹp nha anh em nha. Máy chạy bon bon. Đó, máy em kê vào lỗ tai là chạy bon bon luôn nè. Đó. Con này là một con slim nha anh em nha, đẹp. Đó, giá này là 400 rưỡi. Đó đẹp nè anh em nè, đó em luộc em dán lại nè. Đó. Đó nó có khắc chữ Nippo nè, khắc đầy đủ thông tin luôn. Này là slim nha anh em nha. Đó. Đời này đời vỏ đời 11, con này là đời đời ruột La Mã đời 7 nha anh em nha. Cách nhau 4 năm. Đó. Cái ruột này là ruột cổ hơn cái vỏ. Đó. Bánh xe đồ là nguyên rin, hàng này là hàng em bao hàng Mỹ nha anh em nha. Chữ này mọc mà mọc ngược nha anh em nha, mọc ngược. Đó đây. USA đóng đầy đủ thông tin. Đó. Tổng thể em nói đây. Còn nên em về mua xăng là anh em đổ vô xài thôi nha anh em nha. Hàng bên em là Nippo là bao hàng Mỹ, chuẩn hàng Mỹ nha anh em nha, không phải hàng tào lao đâu. Đó, con đi đồ mới nó thì còn rất đẹp luôn, giá nó là 450. Đó. Đây là bạc đúc nghe anh em nghe. Đây là bạc đúc số 32. Đó, mặt ngược đời 2000 nè anh em. Đó, slim này, 2000 này, đúng là cái này là của Mỹ nghe anh em nghe. Đó. Ruột nó là chuẩn đời nghe anh em. Đó, ruột nó C này, đời 10 16 này là ruột La Mã đời đời 2000 này là chuẩn đời. Nguyên rin nghe anh em nghe. Con này là giá 1,2 triệu. Nếu mà anh em mua mua slim ở đâu mà được giá 1,2 triệu như em là không bao giờ có đâu, em khẳng định luôn với anh em luôn đó, khẳng định 100% với anh em nghe anh em nghe. Đó slim này, đó mọc mọc ngược nghe anh em nghe, mọc ngược đó. Đó nếu mà anh em mà mua slim ở đâu á mà nó có giá 1,2 triệu như thế này này là em gọi anh em bằng cụ luôn đó. Nếu mà anh em ra mua ngoài ít nhất con này phải 1,4 triệu trở lên.
Nó dám chim 1.2 nha anh em nghe. Vỏ chất liệu vỏ nó bằng bạc đúc. Đó, bao cho anh em vỏ nó bằng bạc đúc ngay nha anh em nghe. Đó, giá nó 1.2. Đó. Con số 33 là giá 600 nha anh em nghe. Con đi đẹp. Ni là mới 100% luôn á. Đó. Đây. Nó chỉ bị xước dâm nhẹ thôi. Ni là đóng cái khu phố gì đây nè anh em nè. Đó. Đây là đời 2000 mọc đôi nha anh em nghe. Đó. Con đi đúng hàng Mỹ nha anh em nghe. Ruột vỏ trùng nhau nè. Đó. Ruột vỏ trùng nhau nè. Di luôn nè. Đó. Trùng tháng trùng năm luôn. Đó. Đúng là hàng Mỹ nha anh em nghe. Đồ bán nó còn không bị cứng móp chỗ nào hết anh em. Đó, không bị cứng móp chỗ nào hết nè. Đó. Chỉ trên đây có xíu á, đúng một xíu chỗ này thôi, không đáng kể. Đó. Còn các chỗ không bị cứng móp chỗ nào hết anh em. Đó, tiếng kêu rất hay luôn. Nay thì anh em xài mùi thuốc là Vivo rồi nha anh em nghe. Giá con này 600. Giá con này là giá quá mềm cho anh em chơi luôn. Anh em chơi lại, anh em sau này anh em bán là không bao giờ lỗ anh em. Đó, đây. Quá đẹp. Số 33. Số 34 là đời 1999 nha anh em nghe, 15 XV nè, ruột vỏ trùng năm trùng tháng nè anh em nè. Đó, ruột vỏ trùng năm trùng tháng, ruột không bị mờ nha anh em nghe, chữ nghĩa còn nguyên riêng. Đó, con đây là nó chữ này là nó khắc cái đảo nè. Đó, chữ này là chữ con đi giá 550 nha anh em nghe. Nó có dòng chữ cho đây để em lột ra cho anh em coi. Đây. Đây là chữ âm sâu nè. Đây là mùm, đây là đây. Đó anh em coi coi xong dán là cái mặt. Cái này là nó cái hình này là nó in là cái đảo gì đây đây nè anh em nè, cái đảo gì Hawaii. Đây là đảo Hawaii của Mỹ đó. Nước đồ còn bén nha anh em nghe. Đó rất còn bén luôn. Đó. Anh em về mua xăng là anh em xài thôi. Mua chai xăng xịn nó là tầm bao nhiêu xăng, cái xăng xịn với đá nó tầm cỡ 100.000 một vị đá một cái xăng là anh em về xài thôi. Đời 1999 nha anh em nghe, đúng là hàng Mỹ nha anh em nghe. Còn bên em là bao hàng Mỹ đó. Tiếng kêu rất nhẹ nhàng luôn. Con đi đồ bán của mình. Anh em mua anh em xài sau này anh em chơi đã anh em vẫn không lỗ nha anh em nghe. Những con đây là đảo Hawaii, khu đảo khu du lịch của Mỹ anh em, Hawaii đó, quá đẹp. Số 34. Số 35 là con đi đời 2020. Ruột vỏ trùng nhau này. Đó, ruột vỏ trùng nhau này anh em. Đó. Con đi là bắt 450 nó khắc cái lá cần sa nè. Đó. Nó khắc cái lá cần sa rất đẹp nha. Đó, tổng thể còn đẹp luôn. Con đi giá 450 là giá quá mềm nha anh em. Giá này là anh em đấu bên Nhật về cũng không có đâu. Em nói thật luôn. Đó, chị em đấu trong lô về nó mới có mới bán thôi chứ em mà đấu lẻ ngồi đấu không nổi đâu nè. Đó. Đó, đấu lẻ đấu không nổi đâu. Con đi là đẹp nha anh em nha. Đó, con đi là đẹp, giá con đi là 450, quá rẻ cho anh em mồi thuốc lấy lửa. Đó, mọc nó là chuẩn Nippo nha anh em nha, chuẩn Nippo Mỹ. Đây là một sợi dây thun số 36, một sợi dây thun ngay ngay nè. Đó, một sợi dây thun. Đó, TS, hàng này hàng TS, hàng của Nhật nha anh em nha. Dây này còn rất đẹp luôn. Đó, tổng thể đây. Tổng thể cho anh em coi. Giá sợi này 150 thôi. Đó, tổng thể đây nè. Đó, giá sợi này 150 ngay ngay anh em nha. Quá đẹp. Đầu này đầu để em coi đầu này đầu nhiêu. Đầu này đầu 18 ngay anh em nha. Đầu này đồng 18, đó quá đẹp. Sợi này 150. Còn đây là cái hộp cuối cùng, số 37, giá nó là 2.2 nè. Đó, hộp còn nguyên hộp sổ nghe anh em nghe. Đó, hiệu Mickey vậy nè, đó, con đi đây. Để em bỏ hộp ra. Con đây là giá 2.2 nghe anh em nghe. Nó chạy máy là cốt tay, nguyên rin, phun hộp sổ. Đó. Đó, dây nó là mở ra đi nè. Để mở ra. Đó, cái dây nó là mở ra đi nha anh em, dây nó tay nó dài ngay ngay anh em nghe.
dây tay thì dài thoải mái luôn đó. Đây mặt đây đó, cầu này cầu đôi, kim nó thì còn chạy ok hết nè, trên đây là kim lịch nè anh em nè, đó anh em không 14 15 16 nè, còn dưới đây là kim thứ nè anh em, đó kim thứ đó. Còn rút ra nước là chỉnh giờ đó anh em không, đó chỉnh giờ đó, xoay giờ cho anh em coi. Còn đi form lớn đẹp nghe anh em nghe, đây là hàng rất đập luôn đó, ngày nhảy nè nè đó, thứ nó nhảy nghe anh em nghe, thứ nhảy nhảy bình thường luôn, đang chạy nấm rin đó, nấm rin nguyên rin toàn bộ hết đó. Đây mặt sau, đây mặt sau là có một cô nàng nghe anh em nghe, đang 18 cộng đó anh em thấy không đó. Hàng này hàng full sợp, hàng này cũng Nhật, hàng này cũng Nhật nghe anh em nghe đó, anh em thấy không Nhật không đó, anh em thấy Nhật là mới có những như thế này 18 cộng đó. Con này là con cuối cùng rồi nghe anh em nghe, để em đo sai sai, mà nếu mà sai mà đo như thế này là sai nó 39 luôn nè đó, sai lớn nghe anh em nghe đó, lộ tim lộ máy giá nó là 2,2 triệu đó, phun hộp sổ nghe anh em nghe, hộp này đó, sổ sách nó còn nguyên, cái hộp nó tê tê luôn này đó, sổ sách nó còn nguyên nghe anh em nghe. Đây gói vào đây, cái hộp đã đây này đó, hộp nó nguyên rin nó nghe, nó nguyên hộp sổ sách, đồng hồ rất đẹp của Nhật, số 37 giá 2,2 triệu. Kết thúc video rồi anh em, xin chân thành cảm ơn anh em. Đó, chúc anh em một ngày tốt lành.